Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Magwan. Và nếu như các bạn là một fan cứng của Apple và thường xuyên cập nhật các thông tin về các sản phẩm mới đến từ nhà táo thì có lẽ tuần vừa qua là một tuần cực kỳ là sôi động khi mà hàng loạt các thông tin về một thế hệ sản phẩm mới đến từ Apple bao gồm iPad, iMac và MacBook trong năm 2019 đã được hé lộ ra và rất có khả năng cao sẽ trở thành hiện thực. Và trong số đó có một tin đồn mà mình thấy rằng rất đáng chú ý thì đó chính là Apple sẽ có thể cho ra mắt một dòng máy MacBook Pro có kích thước màn hình là 16-16.5 inch. Nếu thật sự là như vậy thì đây sẽ là một trong những chiếc màn hình lớn mà có lẽ rằng từ 8 năm trước khi mà họ đã khai tử dòng máy MacBook Pro 17 inch thì họ chưa làm lại bao giờ. Vậy thì tin đồn này sẽ có bao nhiêu phần trăm có thể trở thành sự thực? Thì trong video này mình sẽ cùng phân tích với các bạn nhé. Hãy bắt đầu video ngay bây giờ nào. Let's check it out. MacOne số 1 về Mac. Trước đây như chúng ta đã biết, Apple thường có chu kỳ 4-5 năm cho một lần thay đổi ngoại hình cho những chiếc MacBook của mình. Tuy nhiên lần này chu kỳ có vẻ hơi sai khi mà lần gần đây nhất chiếc MacBook Pro xuất hiện một thanh Touch Bar, kích thước được làm mỏng đi, trọng lượng được làm nhẹ đi. Hiện nay mới là 2019, tức là mới có 3 năm thôi thì chúng ta đã lại có một tin đồn mới về một lần thay đổi ngoại hình. Lần này kích thước màn hình trong cái thông tin rò rỉ nó sẽ nằm trong khoảng là 16-16.5 inch, một cái kích thước màn hình mà trước nay Apple chưa bao giờ làm luôn. Quay trở lại về quá khứ một chút thì chúng ta đã từng biết Apple đã từng cho ra mắt một thế hệ MacBook Pro 17 inch. Đây cũng từng là một dòng máy rất được yêu thích với màn hình to và rộng giúp cho hiệu suất làm việc được cao hơn. Tuy nhiên chúng vẫn bị khai tử. Apple chưa bao giờ nói về lý do khai tử dòng máy này, tuy nhiên chúng ta sẽ có một vài những cái định hình trong đầu rất đơn giản như sau. Máy quá to, thị phần khách hàng thấp, giá cao khi mà các dòng máy từ 15 inch đổ xuống cũng đã không rẻ rồi. Màn hình to thì sẽ gây ra tốn điện và gây hao pin. Màn hình to hơn thì để đạt được tiêu chuẩn Retina thì lại phải có độ phân giải cao hơn. Thời điểm đó công nghệ màn hình cũng chưa lạp được, hoặc là tiêu thụ quá nhiều điện hoặc GPU không đáp ứng được. Nhưng đã 8 năm kể từ khi chiếc MacBook 17 inch đã được khai tử và nay thì Apple lại có tin đồn sắp quay trở lại mà làm một chiếc MacBook 16 inch. Vậy những cái thay đổi công nghệ nào khiến điều này có thể trở thành hiện thực thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì là về mối tương quan giữa kích thước màn hình tác động đến kích thước của sản phẩm. Viền màn hình siêu mỏng hiện nay đã dần trở nên phổ biến và trở thành một cái tiêu chí không thể thiếu cho ngoại hình của những chiếc laptop. Và MacBook đương nhiên không muốn đứng ngoài tiêu chuẩn này nếu như không muốn mất đi lợi thế cạnh tranh của mình. Và với việc màn hình mỏng đi thì nó tác động rất lớn đến kích thước tổng quan của sản phẩm. Những chiếc máy màn hình 15 inch viền siêu mỏng nay sẽ chỉ gọn bằng những chiếc máy màn hình 14 inch viền dày, hay là máy 13 inch sẽ gọn bằng máy 12 inch. Và nếu như công nghệ này được áp dụng lên dòng MacBook 16 hay 16.5 inch sắp tới của Apple thì nó sẽ cho ra một cái kích thước không to hơn MacBook 15 inch hiện nay là bao. Và với việc là kích thước thì vẫn như vậy, nhưng màn hình lại được to hơn thì đương nhiên người dùng có thêm cái động lực để có thể chi bạo hơn cho các sản phẩm cao cấp hơn. Và đương nhiên người được lợi ở đây sẽ là Apple. Lý do thứ hai là về giá cả. Thì mình dự đoán là dòng máy này chắc chắn giá sẽ không hề rẻ. Tuy nhiên nó sẽ có một cái tác động rất lớn đến tâm lý của người tiêu tiền. Đó chính là mình sẽ phân tích về những cái người họ là fan trung thành của dòng 17 inch khi xưa. Tức là nếu mà trong những trường hợp người nào chảy cối vãi luôn, tức là 8 năm qua họ vẫn dùng chiếc máy đó, thì nay với một chiếc màn hình 16 inch và giá cả có vẻ đắt hơn một chút, nhưng họ sẽ đánh đổi được đó chính là những cái công nghệ mới hơn, chip mới hơn, thì họ sẽ có động lực để mà tiêu tiền. Và đây cũng là một điều rất có lợi cho Apple. Và thứ ba là về thời lượng pin. Thì màn hình to hơn đương nhiên sẽ cần nhiều điện năng hơn để vận hành. Thì cái thời điểm 2011 chiếc MacBook Pro 17 inch ra mắt thì công nghệ pin thời đó nó chưa đủ phát triển, vậy nên là cái thời lượng pin thời đấy nó rất là thọt. Tuy nhiên sau từng ấy năm, pin cũng đã được nâng cấp lên rất là nhiều. Cùng với đó là các linh kiện như CPU, GPU hiện nay đã tiết kiệm pin hơn thời đó nữa. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng Apple có thể tích hợp được một viên pin tối ưu khoảng tầm 6-8 tiếng trong một dòng máy hiệu suất cao mà màn hình lớn khoảng tầm 16-16.5 inch là một điều đã có thể khiến khách hàng hài lòng rồi. Và cuối cùng đó chính là vấn đề màn hình độ phân giải cao và sức nặng dành cho GPU. Như chúng ta đã biết, Apple có một tiêu chuẩn màn hình rất là khắt khe, đó chính là Retina. Vậy nên là màn hình sản phẩm càng cao thì cái độ phân giải nó sẽ cũng bị đẩy lên theo. Và sức nặng bây giờ sẽ dành cho các chiếc cạc GPU. Tuy nhiên với tốc độ phát triển thần kỳ như hiện nay thì độ phân giải cao không còn là vấn đề gì quá quan trọng với những chiếc cạc màn hình. Tuy nhiên vấn đề ở đây sẽ là giá cả. Với việc các dòng cạc GTX đến từ Nvidia đang bị đội giá lên rất là cao thì AMD sẽ là một đối tác có thể bắt tay với Apple trong phi vụ lần này. Và những chiếc cạc Radeon Vega có lẽ sẽ là một trong dòng cạc có thể tích hợp vào chiếc MacBook Pro 16 inch để giữ cho các sản phẩm này vẫn có một mức giá hợp lý đến tay người dùng. Và đó là những quan điểm của mình về việc Apple có khả năng cho ra mắt một chiếc MacBook có kích thước màn hình là 16-16.5 inch. Vậy ý kiến của bạn như thế nào? Có đồng tình hay là phản đối với mình? Hãy cùng comment phía bên dưới nhé. Còn đến đây, video xin được kết thúc và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau đến từ MacOne.